Xin chào quý bạn đang theo dõi video, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là khi các bạn mua thêm một chiếc camera EZ-Vid thì các bạn sẽ phải cài như thế nào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì trước tiên thì các bạn mua camera EZ-Vid về thì các bạn sẽ nếu các bạn có mua thẻ nhớ và các bạn lắp thì các bạn sẽ chọn đến khu vực lắp thẻ nhớ cho chiếc camera EZ-Vid. Với chiếc camera C6N này thì các bạn sẽ cầm mắt camera như thế này. Và các bạn tìm đến khu vực lắp thẻ nhớ, và khu vực lắp thẻ nhớ thì các bạn sẽ ngay khu vực lắp thẻ nhớ thì cửa hãng có in một cái mẫu ảnh dạng thẻ nhớ, và chúng ta lắp thẻ nhớ vào đây và chúng ta sẽ dùng móng tay này. Phần với chiếc camera C6N thì phần đồng nó ở bên phía trên và phần khuyết nó bên tay trái khi mình cầm camera như này. Khi các bạn ấn móng tay rồi và chiếc camera, chiếc thẻ nhớ đã ngậm bên trong rồi thì các bạn sẽ cắm điện cho chiếc camera. Đấy là khi các bạn mua cam mới và thẻ nhớ và chúng ta cài thế nào. Trong cái video này sẽ hướng dẫn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm điện cho chiếc camera. Và lưu ý khi lắp thẻ nhớ thì các bạn sẽ phải rút điện chiếc camera ra, tránh tình trạng khi các bạn lắp không dứt khoát thì chiếc camera có thể cháy. Vui lòng sử dụng EasyBase app để cấu hình wifi cho thiết bị. Và khi các bạn cắm điện cho chiếc camera thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay cái đèn báo tín hiệu của chiếc camera C6N này nháy xanh liên tục, hoặc là chiếc camera ngoài trời nó đèn xanh nháy lên liên tục này, chứng tỏ là chiếc camera của các bạn chưa được kết nối wifi. Và khi khởi động xong thì nó cũng báo là các bạn hãy kết nối wifi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào điện thoại. Và chúng ta sẽ vào phần mềm EZ-Vid ở trên điện thoại và chúng ta cài thêm. Và các bạn chọn đến cái phần mềm EZ-Vid này. Và ở trên điện thoại của chúng ta đã có phần mềm EZ-Vid rồi. Và chúng ta đã vào phần mềm EZ-Vid và chúng ta đợi phần mềm khởi động xong thì mình sẽ hướng dẫn bước tiếp theo cho các bạn. Khi các bạn mua chiếc camera EZ-Vid mới thì các bạn cài như nào thì các bạn sẽ làm theo những bước này. Và các bạn sẽ vào dấu cộng trên cùng bên tay phải này. Đây. Và các bạn bấm vào quét mã QR. Và chúng ta sẽ đưa điện thoại của chúng ta vào phần mã vạch vuông của chiếc camera EZ-Vid C6N hoặc là những chiếc camera ngoài trời khác. Khi bạn quét xong mã vạch thì nó thể hiện là serial và mã sản phẩm, và các bạn tích vào đây và bấm chữ kế tiếp. Và các bạn bấm chữ khởi động. Đến đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đèn nháy xanh dương của chiếc camera nháy nhanh liên tục, tích vào đây và bấm kế tiếp. Ở đây thì các bạn chọn đến Wi-Fi 2.4G nhé. Đấy, các bạn chọn Wi-Fi 2.4G, bấm kế tiếp và các bạn bấm chữ kết nối. Đến đây thì nó thể hiện là các bạn sẽ đặt tên cho chiếc camera. Ví dụ như các bạn muốn đặt tên là gì? Đã kết nối tới Wi-Fi. Phòng khách chẳng hạn. Đăng ký platform thành công. Và các bạn bấm tích vào đây và các bạn bấm chữ kế tiếp. Và chúng ta đã đặt tên xong. Chiếc camera. Chào mừng bạn đến với EasyBase. Và chúng ta bấm đây, hiện tại đây là múi giờ cộng 7 thì các bạn sẽ lựa chọn giúp mình là cộng 7 Bangkok Hà Nội, và định dạng ngày bấm chữ kế tiếp. Và đến đây thì các bạn muốn đặt mật khẩu mới cho chiếc camera hay không, nếu không thì các bạn sẽ back ra luôn và chúng ta bấm chữ kế tiếp. Và chiếc camera của chúng ta đã được cài đặt vào điện thoại để chúng ta xem từ xa. Và mình đã hướng dẫn các bạn cách thêm chiếc camera EZ-Vid vào phần mềm trên điện thoại.
Cảm ơn quý bạn đã theo dõi video phần thêm chiếc camera EZ Mid vào điện thoại để chúng ta theo dõi từ xa, và chúc quý bạn thực hiện thành công. Và quý bạn theo dõi video thấy hay và bổ ích thì các bạn hãy giúp đỡ mình bấm đăng ký kênh và nút chuông để khi mình ra video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay video bổ ích, và mình có nhiều nỗ lực ra nhiều video hơn. Xin chân thành cảm ơn quý bạn và rất mong quý bạn hãy ủng hộ giúp đỡ bấm đăng ký kênh và nút chuông. Và ngoài ra, quý bạn cần tư vấn hay cần hỗ trợ về những chiếc camera an ninh thì các bạn comment ngay dưới video này. Xin chân thành cảm ơn quý bạn, hẹn quý bạn ở video tiếp theo.